Mang cây đắt tiền lên núi trồng, anh nông dân bị cho là gàn nhưng sau đó khiến mọi người bất ngờ. Đang trồng đào, anh Hoàng Văn Tuấn, bí thư đoàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ rẽ ngang sang trồng cây nho sữa Hàn Quốc và nho Nhật Bản. Người nhà can ngăn, người làng xa lánh nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ và sau gần một năm mọi người phải ngả mũ trước kết quả mà anh đạt được. Bị mọi người xa lánh vì hành động không tưởng sau khi tốt nghiệp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, anh Hoàng Anh Tuấn, 36 tuổi, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, trở về quê làm kinh tế và làm bí thư đoàn xã. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn nho chuẩn bị cho thu hoạch, anh Hoàng Anh Tuấn, bí thư đoàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nhớ lại: Thời điểm năm 2010 nhận thấy ở địa phương có nhiều diện tích đất cằn cỗi, thích hợp với giống đào phai nên đã nhận thầu lại 1.000m2 để trồng đào. Thấy cây đào đem lại thu nhập tốt, tôi tiếp tục mở rộng mô hình, trồng thêm cây rau má, tía tô. Và chỉ sau 4 năm, tôi đã mở rộng trang trại lên 2 hectare cho thu nhập 300-400 triệu đồng một năm. Đến năm 2021, anh Tuấn lại đột ngột làm một hành động khiến mọi người sừng sốt khi dành 7.000m2 trên diện tích 2 hecta và đầu tư tiền tỷ để dựng dàn đưa những giống nho nhập ngoại về trồng. Ban đầu, thế anh Tuấn phá bỏ vườn cây đang hiệu quả để chuyển sang trồng nho, người dân trong làng bàn tán, người nhà ra sức can ngăn, khuyên giải, nhưng anh không nghe, quyết tâm thực hiện điều mình cho là phù hợp. Sau những hành động này, nhiều người còn gọi cho anh với biệt danh là Tuấn Khủng. Ở vùng đất cằn cỗi như Xuân Du, trước nay bà con chỉ biết đến cây đào chứ chưa dám đột phá sang một loại cây trồng khác. Tôi xem trên sách báo TV thì cũng thấy cây nho là cây ôn đới, đem trồng trên vùng nhiệt đới sẽ rất khó khăn. Nhưng thực ra, không ít trường hợp làm điều ngược đời như này đã thành công. Và tôi lúc đó, tôi tin mình cũng làm được. Anh Tuấn chia sẻ. Và sau đó, mặc sự can ngăn của mọi người, anh đánh liều huy động gần 2 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhận chuyển giao công nghệ từ nhà phân phối giống nho Kyoho Nhật Bản và nho sữa Hàn Quốc. Trong lần đầu thử nghiệm, anh mua 1.500 gốc với giá 250.000 đồng trên một gốc về trồng. Theo anh Tuấn, việc chăm sóc loại nho này hết sức phức tạp. Ngoài xây dựng hệ thống nhà giàn, tưới tự động, người trồng phải thường xuyên cắt tỉa cành, ngắt lá, tỉa bỏ những quả bị chèn ép theo đúng chu kỳ sinh trưởng của cây nho. Đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng quả nho sau này. Nho Hô Nhật Bản và nho sữa Hàn Quốc là sản phẩm cao cấp, ở Thanh Hóa chưa nơi nào trồng được. Nhờ ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm đầu ra, bảo hành từ đơn vị phân phối giống, toàn bộ số nho của tôi đạt tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối, anh Tuấn nói. Sẽ tiếp tục mở rộng mô hình. Nhìn vườn nho mà mình vất vả dày công chăm sóc đang cho quả ngọt, anh bí thư đoàn vui mừng, người thân và bạn bè cũng ngả mũ thán phục. Khi trồng, mọi người chẳng ai nghĩ rằng những cây nho này sẽ ra trái. Tôi thì quyết tâm biến điều không thể đó thành có thể. Nói thật, những ngày đầu đến với cây nho tôi cũng lo lắm. Bao nhiêu vốn liếng, tiền của đổ vào vườn nho này, nếu thất bại thì coi như mất hết. Anh Tuấn tâm sự. Theo anh Tuấn, hiện tại nhà vườn đã thu hoạch xong loại nho Kyoho Nhật Bản, bán tại vườn với giá trên 100.000 đồng một kg. Với phần diện tích còn lại trồng nho sữa Hàn Quốc anh cho biết đây là dòng nho cao cấp trên thị trường, cho chất lượng quả cao, mỗi năm có thể thu hoạch 2 vụ. Anh Tuấn dự tính, lứa đầu tiên trung bình mỗi gốc nho sẽ cho khoảng 2-3 kg quả. Giá bán trên thị trường hiện giao động từ 300-400.000 đồng 1 kg. Từ lứa thứ hai, năng suất sẽ cao hơn, giao động từ 5 đến 6 kg quả trên một gốc. Lứa nho này cho sản lượng ước tính khoảng 2 tấn. Từ vụ thứ hai trở đi, năng suất của vườn đạt 10-15 đến 15 tấn trên một lứa. Giá bán giao động từ 300 400 đến 400 nghìn đồng trên một kg. Sau khi trừ mọi chi phí, thu về khoảng 1 tỷ đồng. Nếu sản phẩm của trang trại được xuất khẩu thì thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Anh Hoàng Văn Tuấn kỳ vọng. Không dừng lại ở việc trồng nho đơn thuần, anh Tuấn còn đang cố gắng tìm tòi, nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm bón loại nho không hạt, Nhờ vào sự chăm chỉ, yêu nghề, anh đã chuyển đổi thành công một số diện tích nho có hạt sang trồng nho không hạt. Hiện tại, sản phẩm nho của trang trại do anh Tuấn làm chủ đã nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên của hệ thống thực phẩm sạch Bắc Tôm và Amway. Đặc biệt, công ty cổ phần Emmy Nhật Bản cũng đã đến vườn tìm hiểu đặt hàng. Hiện nay, ngoài nho, trang trại của anh Tuấn vẫn duy trì trồng đào, rau má, mướp đắng, ớt, vân vân. Ngoài ra, anh còn kết hợp đào ao thả cá cho tổng thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng trên một năm, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức lương 4,5 triệu đồng một người trên một tháng. Năm 2021, anh là một trong 57 thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Đình của lần thứ 16. Ông Trương Văn Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Du cho biết Mô hình trồng nho của anh Tuấn là mô hình đầu tiên của huyện, hiện đang cho thấy những hiệu quả ngoài mong đợi và cũng là một mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của xã. Ngoài giữ chức vụ bí thư đoàn xã, Tuấn còn là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.